Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và kéo dài, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân, sáng nay, Thành đoàn Đà Nẵng phối hợp với Tuổi trẻ Lực lượng Vũ trang Quân khu 5, Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức chương trình Phiên chợ nghĩa tình năm 2021. Chương trình Phiên chợ nghĩa tình dự kiến sẽ trao 1.400 suất quà, mỗi suất trị giá tối thiểu 400.000 đồng cho các hộ dân thuộc các đối tượng gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, hộ gia đình, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình gần 600 triệu đồng từ sự hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố. Trước cái diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của rất nhiều người dân trên địa bàn thành phố, thì Thành đoàn Đà Nẵng đã chủ động phối hợp với lại Cục Chính trị Quân khu 5 và Hội Doanh nhân trẻ để kêu gọi vận động các nguồn lực để hỗ trợ kịp thời cho các người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi hy vọng rằng với những cái suất quà ý nghĩa như thế này thì sẽ giúp cho các hộ dân vượt qua được cái đại dịch COVID-19 lần này. Bằng cái công sức của bộ đội, bằng cái sản phẩm tăng gia sản xuất của bộ đội, chúng tôi đã góp phần cùng với các lực lượng để kịp thời hỗ trợ và động viên giúp nhân dân bình tĩnh, yên tâm cùng chính quyền và nhân dân vượt qua đại dịch này. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chương trình đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia của cộng đồng xã hội, từ đó lan tỏa, nhân rộng các hoạt động phong trào tình nguyện, đồng hành cùng người dân khó khăn vượt qua dịch bệnh. Trong cái lúc khó khăn do dịch bệnh COVID ở thành phố Đà Nẵng chúng ta thì cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng đã chia sẻ một nguồn lực của mình để cùng với thành phố chống dịch. Theo lộ trình, 1.400 suất quà sẽ được vận chuyển về các xã phường trong hôm nay, 30 tháng 7. Sau đó, đoàn thanh niên các xã phường sẽ chỉ đạo cho các đội hình thanh niên tình nguyện tại cơ sở mang những phần quà đến trao tận tay cho người dân.